khi mình phối hai sản phẩm bơm và hép và phun ở giai đoạn lúa chỗ là sạc và chỗ đều thì hiệu quả như thế nào, thì mời bà con xem hết video để mình đưa ra cái kết quả. Và bà con hãy đăng ký kênh để cập nhật những video hữu ích từ kênh nông nghiệp của Quỳnh Hiếu. Đầu tiên thì đây là cái sản phẩm hép của công ty ADC. Trong cái chai hép này thì nó gồm có hai cái hoạt chất tiên tiến, Aroxytrobin và Diphenocollagen 400g. Đây 400 SC. Và khi mà mình sử dụng hép mình phun thì nó sẽ quản lý tốt lem lép hạt, khô vằn, vàng lá, và nó hỗ trợ luôn cái quản lý đầu ôm. Rồi ngoài cái việc mà quản lý tốt này thì nó còn xanh ba cái lá đồng và xanh luôn nhánh giá. Và khi lá đồng xanh và nhánh giá xanh thì cái tốc độ và cái quá trình vô gạo nó rất là nhanh nha. Rồi còn đây là cái sản phẩm bum của ADC. Trong cái gói bum này thì nó cũng có hai hoạt chất mà quản lý tốt đậu ôn lá, đậu ôn cổ bông, đậu ôn nhánh giá. Rồi khi bà con phối bộ sản phẩm mà phun ở giai đoạn mà lúa chỗ sạc á thì mọi người xem phải phối thêm một cái chai quy khuẩn nữa. Đây, quy khuẩn Comycin. Cái liều dùng á thì bà con đây, chai hép và chai Comycin thì mình xài là 8 bình 25 lít. Còn riêng về cái sản phẩm bum, một gói như vậy bà con xài 3 bình thì với cái liều á Hiếu sử dụng là 3 gói xài 9 bình vẫn được. Chi phí thì Hiếu đã tính rồi, bộ sản phẩm này thì nó rơi vào khoảng 68.000 cho một bình 25 lít và quản lý được lem lép hạt, khô vằn vàng lá, đậu ôn lá, đậu ôn cổ bông, đậu ôn nhánh giá, rồi giữ xanh lá đồng, xanh luôn nhánh giá, rồi có cái cò mỹ xin thì nó quản lý luôn cả cái lép vàng cháy bị lá do vi khuẩn. Rồi theo bà con bộ sản phẩm này có đáng sử dụng hay không. Đó, nếu bà con cần sản phẩm thì cứ liên hệ Quỳnh Hiếu nha.